Hello everyone, welcome back to learn a new lesson, skill to and listening and writing. Chúng mình sẽ đến với bài học mới skill 2. Ở bài học hôm nay chúng mình sẽ tập trung chủ yếu vào hai phần kỹ năng nghe và kỹ năng viết. Rồi, the exercise 1, look at the picture and discuss the following in pair. Hãy nhìn vào bức tranh và thảo luận những cái câu sau. What do you think is usual about this means of transport? Bạn nghĩ cái phương tiện thường thường là gì? Cái mà bạn nghĩ về cái thượng về là những cái phương tiện thông dụng này. Have you seen any transport like this? Bạn có thấy bất kể cái phương tiện giống như thế này không? Usual, không phổ biến. Rồi. Ở đây là không phổ biến các em nhé. Exercise 2. Listen to the patient and take away or choose from understatement. Ở bài tập 2 người ta yêu cầu là hãy nghe đoạn văn, sau đó tích V và chu hoặc là phone của cái câu đó. Một, non-reliable sources are bigging you up. Rồi, chúng mình sẽ cùng lắng nghe và chú ý. Hãy đọc trước 1 và 5 câu này, sau đó là mình sẽ nghe. Mình đọc để mình có thể là quen thuộc, sau đó là mình nghe thì mình nhận ra luôn những cái câu mà nó có trong key. Các em cùng lắng nghe. Page 45. Skills 2. Activity 2. Listen to the passage and tick true or false to the statements. Energy is fundamental to human beings. Many poor people in developing countries do not have modern sources of energy like electricity or natural gas, with which their life can be improved. People who live in mountainous areas have to gather wood for fuel. This takes a lot of time. For many people living in rural areas, biogas is the largest energy resource available. The main use of biogas is for cooking and heating, but it can also provide energy for public transport. As biogas is smoke-free, it helps solve the problem of indoor air pollution. Moreover, it's made from plant waste and animal manure. They cost almost nothing. The tendency to use renewable energy sources in developing countries is on the increase, as non-renewable ones are running out. In the future, the wind and the sun will be used as the most important environmentally friendly energy sources. Rồi, chúng mình đã vừa được nghe đoạn hội thoại. Bây giờ chúng mình sẽ cùng làm cái bài tập chúng mình đã vừa được nghe. Câu 1. Non-reliable sources are bigging you up. Những cái nguồn nguyên liệu là không thể tái chế được, là đã được sử dụng hết cạn kiệt. Đúng rồi. Thế là true. Many poor people in developing country have little electricity. Nhiều những người nghèo là đang phát triển trên những cái làng quê là có rất là ít điện. Câu này đúng rồi. Tiếp, biogas in new source of energy available for poor people. Những cái người những cái nguyên liệu là một cái nguồn mới có sẵn cho những cái người nghèo. Biogas creates a lot of smoke. Thì những cái mà ga này tạo ra rất là nhiều những cái khói. Và những cái mà nguồn nguyên liệu mới giá không đắt. Ok. Câu 3 mình sẽ đúng rồi. Câu 4 là sai, fault. Câu 5 đúng rồi. Tiếp.
Listen and pages again and complete the sentences. Ở bài 3 người ta yêu cầu là hãy nghe lại và sau đó hoàn thành những cái câu sau. Unit 12, page 59. Unit 10, page 45. Skills 2. Activity 3. Listen to the passage again and complete the sentences. Energy is fundamental to human beings. Many poor people in developing countries do not have modern sources of energy like electricity or natural gas, with which their life can be improved. People who live in mountainous areas have to gather wood for fuel. This takes a lot of time. For many people living in rural areas, biogas is the largest energy resource available. The main use of biogas is for cooking and heating, but it can also provide energy for public transport. As biogas is smoke-free, it helps solve the problem of indoor air pollution. Moreover, it's made from plant waste and animal manure. They cost almost nothing. The tendency to use renewable energy sources in developing countries is on the increase, as non-renewable ones are running out. In the future, the wind and the sun will be used as the most important environmentally friendly energy sources. Rồi, chúng mình đã vừa được nghe. The people. The people are mountainous. Areas have to gather wood to use as a fuel. Mọi người ở các khu vực miền núi này. Mountain. Had to gather. Đã phải tập hợp củi để cái làm nhiên liệu, đúng không nhỉ? Gỗ làm nhiên liệu. Biogas is mainly used for cooking. And heating. And biogas helps solve the problem of indoor air pollution. The use of renewable energy sources in developing country on the is on the increase. In the future, the wind and the sun will be used as the main environmental friendly energy sources. Sorry. Rising. Viết. Before complete the article, use the phrases below. Ở bài tập 4, người ta yêu cầu là hãy hoàn thành những tiêu đồ sau và sử dụng những cụm từ dưới đây. Mà câu 4 này. A. Câu 4 A. Hoàn thành những tiêu đồ. A. Câu 4. Câu 1 sẽ là ý E. Câu 2 sẽ là ý B. Câu 3 sẽ là ý A. Câu 4 là ý D. Và câu 5 là ý C. Rồi. Mình sẽ áp dụng để mình làm bài tập. We use energy for almost everything we do. For heating our home, cooking our meals. Chúng ta đã thường sử dụng cái nguyên liệu ở phần lớn mọi thứ chúng ta làm cho việc sự nóng lên là đốt của nhà chúng ta, ví dụ như là nấu ăn cho bữa cơm của chúng ta. Và cái sự sử dụng nguyên liệu là cái
là cái nguyên nhân dẫn đến cái sự thay đổi khí hậu. Thế giới là đang nóng lên và khi đốt cháy các nguyên liệu cho các nguồn tài nguyên này, dầu khí này, cho các thiên thạch, các thiên nguyên liệu thiên thiên nhiên cho nấu ăn này, carbon dioxide là được thải ra, và carbon dioxide của mặt trời hấp thụ cái sự nóng lên của mặt trời ở không trong không khí, đúng không nhỉ? Bốn và nó có thể là sẽ không được tỏa ra, và nó cũng làm sự nó sẽ làm cho trái đất, nó làm cho trái đất 4ID. Thông qua 30 năm thì có một cái sự phát triển nhanh chóng về cái thời tiết, giống như là lũ lụt này, hạn hán, bão. Và chúng ta sẽ có vài cái hướng giải quyết, chúng ta nên bảo vệ cái trái đất của chúng ta bằng thay thế, đầu tư những cái nguyên liệu có thể làm tái tạo được cho tương lai của chúng ta và tương lai cho thế giới, cho trái đất của chúng ta. The exercise fly in here discuss the following ways to save money, save energy and decide on the five most important ways and write them in the notebook. Ở bài tập 5 thì là hãy thảo luận những cái cách sau để tiết kiệm cái nguồn nguyên liệu và quyết định năm cái bước quan trọng nhất, hãy viết chúng ở trong vở. Ở đây người ta đã cho mình những bước, ví dụ như là use electric more efficiently, reduce our electric bill and turn up the light and before going to bed and use low energy light bulb. Rồi ở đây mình có thể lấy vài những cái bước này, những cái bước quan trọng nhất. What should you do? Bạn nên làm gì? Ở bài tập số 6, người ta yêu cầu why a short page about what we should do to save energy. Ở bài tập 6, người ta yêu cầu là hãy viết những cái đoạn ngắn về những cái mà chúng ta nên làm để tiết kiệm cái nguồn nhiên liệu. Alright, những bước nên làm chúng mình có thể là cắt reduce the use of fossil fuel và avoid using car or motorbike for short trip, increase the stress on pleasure. Rồi chúng ta có thể lấy những cái mà cái cách nên làm để tiết kiệm nguồn nhiên liệu ở trên cái phần bài tập số 5. Cô chúc chúng mình sẽ có một bài học hiệu quả.